Tiêu Chiến được lăng xê hết mực, netizen dậy sóng cho rằng Vương Nhất Bác bị bỏ rơi. Vừa qua, Đài Hồ Nam vừa tổ chức một sự kiện thu hút những nhà đầu tư, quảng cáo với hàng loạt show thực tế sẽ được nhà đài triển khai trong thời gian sắp tới. Trong số đó, gia khách mời cố định trong hai chương trình lại trực tiếp ám chỉ về Tiêu Chiến. Chương trình đầu tiên đề cập đến Tiêu Chiến là show nhà sản xuất Trung Quốc. Khi giới thiệu về chương trình, ban tổ chức đã phát ra một đoạn âm thanh quảng bá dài 10 giây, trong đó là giọng nói của một số nghệ sĩ, mỗi người nói một câu. Ở câu đầu tiên, tôi, Nam, đến từ Trung Khánh, trong người luôn có tinh thần phiêu lưu. Vì chất giọng này khá giống với Tiêu Chiến, cộng với những đặc điểm trùng khớp với anh chàng, khiến dân mạng khẳng định chắc chắn đó chính là ngôi sao Trần Tinh Lệnh. Ngoài ra, hình ảnh được nhắc đến trong show nhà sản xuất Trung Quốc còn đề cập nội dung học trò đỉnh lưu của thư kỳ. Trong giới giải trí, những minh tinh lên hàng đỉnh lưu hay còn gọi là ngôi sao nổi tiếng có lượng fan vô cùng đông đảo, không có nhiều người, đặc biệt còn là học trò của thư kỳ thì đặc điểm này chỉ có Tiêu Chiến mà thôi. Tại hội nghị chiêu thương của Đài Hồ Nam, không chỉ mỗi chương trình này là nhắc đến Tiêu Chiến, mà trong show khác có tên Gia đình Thám tử Tỏa Sáng cũng bị nghi ngờ là đề cập về ngôi sao sinh năm 1991. Chương trình đã đưa ra lời gợi ý, người này là icon thiết kế đỉnh lưu. Vừa đỉnh lưu lại liên quan đến thiết kế, quả thật trong giới giải trí Hoa ngữ ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai nữa đây? Việc mời Tiêu Chiến góp mặt liên tiếp trong hai show thực tế trọng điểm khiến dân mạng nghi ngờ rằng ban lãnh đạo đài truyền hình Hồ Nam có ý nâng đỡ, tập trung lăng xê cho anh chàng. Tuy nhiên từ trước đến nay, Đài Hồ Nam được xem là sân nhà của Vương Nhất Bác, luôn xem Thái tử Chi Hô như gà cưng hết lòng trợ giúp trên mọi phương diện. Lẽ nào đây là động thái có mới nối cũ của nhà đài khi chuyển hướng sang Tiêu Chiến và bỏ rơi Vương Nhất Bác hay chăng? Động thái từ buổi chiêu thương của Đài Hồ Nam đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một núi không thể có hai hổ, việc chuyển sang lăng xê cho Tiêu Chiến khác nào là tuyên bố bỏ rơi Vương Nhất Bác. Mới là buổi chiêu thương mà thôi, Đài Hồ Nam đừng có mà kéo phèm Tiêu Chiến, mời được anh ấy đi rồi tính tiếp. Trước đến nay, mấy gia đài chiêu thương toàn dự đoán mời các tên tuổi hot, nhưng thật sự có mời được hay không thì chẳng ai chắc cả. Nếu nâng đỡ cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến thì sắp tới sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt từ phía ekip của hai người này đây. Thật sự Đài Hồ Nam lăng xê cho Tiêu Chiến thì dân tình hãy chuẩn bị cho xem các cuộc chiến đến từ fandom của hai nhà Trần Tinh Lệnh nhé. Trước đó vào ngày 14 tháng 1, công ty giải trí Thiên Hào Thịnh Thế thông báo rằng Joanna, cô công chúa của tập đoàn Huawei chính thức trở thành nữ nghệ sĩ trực thuộc công ty mình. Chỉ sau một ngày ra mắt, cô đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí OK của Trung Quốc và phát hành đĩa đơn đầu tiên để khoe giọng hát của bản thân. Truyền thông còn tiết lộ mục tiêu trong tương lai của Joanna là đóng phim và cô cho hay bản thân sẽ không hợp tác với các nam diễn viên kém nổi tiếng. Chính vì lý do này, nhiều khán giả thắc mắc không biết công chúa tập đoàn Huawei sẽ chọn Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến nếu dấn thân vào phim ảnh. Được biết, Joanna rất thích Vương Nhất Bác. Cô từng tiết lộ một mẫu của nhóm Junior Q là thần tượng của mình. Cũng chính vì lý do này nên người nghe nghĩ lời nói trên của cô là dành cho nam thần trong lòng của mình. Nếu nói đến sao nam nổi tiếng thì không thể không nhắc đến Tiêu Chiến. Nhiều người cho rằng Joanna sẽ bỏ rơi thần tượng để hợp tác với nam nghệ sĩ của Kwajiriwa. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng Tiêu Chiến hiện khá an toàn vì sau khi có studio riêng, anh chàng sẽ có suy nghĩ riêng và có thể từ chối những dự án mà mình không thấy thích.